cá này. Hello cô chú và các anh chị, hiện giờ thì gia đình Thêm Mì đã đi lên trên lầu rồi, mình coi ở dưới lầu rồi, bây giờ mình lên trên lầu và gia đình cũng đói bụng rồi, sẽ đi kiếm cái gì ăn trước rồi mình sẽ đi coi cá tiếp nữa. Đây là phần 2, mời cô chú và các anh chị hãy cùng theo dõi với lại Thêm Mì. Đây là ở trên lầu, cô chú nhìn xuống thấy mọi người đi rất là đông luôn. Thì mình đi kiếm chỗ để mình ăn cô chú và các anh chị, giờ cũng là bữa trưa rồi. Đang ngồi đợi đồ ăn để ăn. Hello sói ca. 7 giờ rưỡi sáng, 8 giờ đã ăn rồi, giờ hơi chưa ăn. Đang đợi nó làm. Chơi khổ. Đây là cái nhà hàng. Mình ngồi mình ngắm cảnh. Đây cô chú và các anh chị ở dưới đây. Bây giờ mình thấy mình đang đợi ăn chút, mình xuống đây, ở trong đây nó có mình xếp hàng. Mình coi cá xong thì mình đi vô đây nè, mình coi chim. Đây ở trong này có cái mấy cái chuồng chim á. Mình vô mình tham quan nữa. Mình chút thêm mình sẽ đi xuống đi coi vô đây. Đây là chicken. Trời ơi, chicken with fry nè, như đây nè là 18 đồng nè cô chú và các anh chị. Nó đề nhìn thấy chicken with fry chắc bự lắm. Đây, đói bụng rồi. Đó đã đi đưa cái của đã đi lại coi. Có gì trong đó? Ồ, salad thôi á hả? Nè, thịt gà nè. Ồ. Gà nó thái nhỏ ra vậy đó. Ồ. Thank you, enjoy. Have a nice day. Nè. Is it in the miracle order? Is it going to go in the miracle order? Yeah. Carson, có cái hồ ở trên đây nè, nhưng mà giờ mùa Covid nó không cho mình coi. Chúng hồi là nguyên cái bự, cái đó là bự nhất ở đây luôn. Ôi ôi. Con cá gì trên nó dẹp dẹp á. Cái đuối á. Hả? Stingray. Ồ. Cá này mắc tiền đó nè. Đúng rồi. Mấy cái xanh xanh đó. Cá vàng nó cũng mắc tiền nè. Cá giả mà nó xịt lên hả? Thiệt hả? Nó xịt được à? Thiệt không biết ghế để kho, biết cái gì nó bán ở ngoài chứ cha gì? Ở đâu có đâu? Bằng giả. Ờ mà đâu thấy đâu. Ồ mà nó không thấy. Đúng màu đẹp ghê. Cá này cũng vô á. Đồ giả mà nhìn đẹp, nó đâu ở trong chỗ bán cá đâu có mấy cái này. Nó
phải order cho bạn mới có nhìn thấy được. Đi coi tiếp thôi thầy. Đứng đây nhìn thấy rõ ghê ha. Cá mập chứ. Ồ, có cá mập nữa hả? Ừ, có. Ghê, cá mập dưới vậy. Cá mập đó nhìn lạ quá vậy. Nó không màu đen. Cá mập quá ha đờ. Bấm nó chụp nó. Đẹp quá. Bây giờ mình sẽ đi coi cá mập nha. Ở ngoài trời coi cá mập. Leo lên, quẩy vô. Đồng quá trời, nó cắn luôn. Ở dưới đây có cá mập nè. Cái mặt là nó chận lại chứ mà thọc tay nó thọc xuống nó cắn cái thọc luôn. Ở đằng kia quá chừng luôn chứ nó đẻ. Cái gì Khai Đời? Bà hỏi gì?
Probably busy. Ồ, con này bự nè. Không? So, are you guys ready to take a little quiz? Since you guys don't want to ask me questions, right? I'm sure no one wants to ask me a question. What if I ask you guys questions? I'm sure that, who's the shark expert out there? It's always like an 8 to 12 year old that knows more about sharks than I'll ever know. Who's my shark expert? You are? Tại vì trong đây thì nó lú cái đầu luôn nè. Nó chui vô trong đá nó nằm. Nó thích nằm trong đá. Oh, so cool. Ồ, mình phải có cái đó cho nó ăn á hả? So cute. Hey, no. Ồ, nhiều ở trong đây có mấy con chim nhiều người người ta chơi á. Hả? Không? Khai sạch lại lấy cái ly đó người ta cho hả? Ồ, vậy hả? Vậy hả? Hello. Hello. Ờ, chim. Nó cắn á hả? Ồ, hàng kia chim đây nó kêu mà. Đi, đi vô nha. Ồ, cái mấy con chim này nó dạng ghê nè. Nó dạng ghê luôn nè. Hello, hello. Ở trên mấy cái cây này là cho nó đu nè. Oh, so cute. Dễ thương ghê nha. Oh. Ở trên đây quá trời luôn nè. Hello. Hello. Ô, giỏi chưa? Ô, nó leo lên cái cây kìa. Ô, hay chưa? Huh? It's the water. You get it. It's like that one body with the tongue that you literally pick it up that. Pick it up again. So just grab it. Look up. Oh, oh.